qua thôi mà đã có quá nhiều có quá, quá nhiều quá nhiều tin tức quá nhiều việc mà muốn chia sẻ đến tất cả mọi người trong ngày hôm nay à, xin chào tất cả mọi người đã đến với livestream của của mình trong ngày hôm nay thì với câu hỏi mà đặt ra đó là <laughs> ai sẽ là người từ chức đầu tiên bà Kimberly Chido bà này là giám đốc sở mật vụ hay là Joe Biden hay là bên Việt Nam có ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Ai sẽ là người ra đi đầu tiên? Trong ngày hôm nay thì có rất là khá nhiều tin tức và nhiều những cái tin tức dồn dập gửi về và cho biết rằng là Joe Biden với cái sức ép của bên phía đảng cộng hòa, à, bên phía đảng dân chủ của ông ta và bây giờ thì ông ta đang ở Delaware vì uh, bị uh, bị Covid và người ta cho rằng là ông ta đang ở đó để suy nghĩ coi xem liệu ông ta có muốn tiếp tục cái cuộc uh, tranh cử này nữa hay không hay là ông ta sẽ chấp nhận để mà rút lui thì cái tin mới nhất cho biết rằng là biden đã đồng ý là sẽ rút lui và hiện tại bây giờ thì họ đang có đang viết cho ông một cái bài diễn văn để ông đọc trước toàn dân và nghe nói là có thể là vào ngày chủ nhật tới đây, chủ nhật này này thì là ông ta sẽ đọc cái bài đó và coi như là kết thúc cái chiến dịch tranh cử của mình. Một cái điểm cũng khá đặc biệt là ông ta không ủng hộ bà phó của ông ta thay thế ông ta, ông ta không làm như vậy. Tin cho biết rằng là ông ta để ngỏ. Ông nói là để để ngỏ và để cho các cái đại biểu tự chọn không? có nghĩa là ngay chính Joe Biden cũng biết bà Kamala Harris là cái người yếu yếu hơn ông ta, yếu kém hơn ông ta, dở tệ hại hơn ông ta, cho nên ông ta không có chọn bà ta để làm mà để thay thế ông ta. Mặc dù là ông đã ông ông đã tin cho biết là ông đã chấp nhận để mà không có ra ứng cử nữa đây theo cái nguồn tin từ uh, theo theo nhiều nguồn tin từ đảng dân chủ cho biết rằng là Biden đã đồng ý rút khỏi cuộc bầu cử sớm nhất là vào cuối tuần này và theo nguồn tin thì Biden đồng ý từ chức và điều này sẽ diễn ra tuần này và sẽ có một cái bài phát biểu và ông ta sẽ thì sẽ vẫn tiếp tục làm tổng thống nhưng mà ông sẽ không tán thành Phó tổng thống Kamala Harris là người kế nhiệm ông. Ông hy vọng rằng là ông ấy sẽ tán thành một cái quy trình mở trong đó đại hội sẽ mở cửa cho Phó tổng thống Harris và một số ứng cử viên khác để mà họ có cái cơ hội họ ứng cử họ, họ chọn tổng thống, có nghĩa là vào cái ngày đại hội đảng vào ngày 19 ngày 19 tháng tháng 8 tới đây đó thì đại hội đảng sẽ diễn ra ở Chicago và những uh, đại biểu họ sẽ có quyền uh, đề cử. thì uh, được biết là trong đây sẽ có nhiều những người sẽ ra ra ứng cử. Uh, Tin cho biết rằng là sẽ có uh, thống đốc California ông Gavin Newsom nè sẽ ra ứng cử nè. rồi uh, nghe nói rằng là cũng có cả uh, phó uh, thống đốc của tiểu bang Kentucky rồi thống đốc của tiểu bang Pennsylvania nữa nói tóm lại là có khá nhiều người sẽ được uh, đề cử trong cái ngày đại hội đảng dân chủ và họ sẽ chọn ra cái người để mà thay thế cho Joe Biden chứ Joe Biden chưa hề nói rằng là ông sẽ đưa bà Kamala Harris lên thay thế mình nhưng mà cái điểm mà mình đang thắc mắc là nếu mà Joe Biden cho rằng là ông sẽ thoái lui sẽ không có uh, ra ứng cử nữa. Thì cái lý do tại sao? Tại vì nếu mà bây giờ nói cái lý do là ông ta yếu kém thì tất nhiên là ông ta không có đủ cái 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 năng lực để mà làm tổng thống nữa thì bắt buộc ông ta phải từ chức ngay lập tức. Thì không biết là vào chủ nhật này là ông ta sẽ đọc luôn cái 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 cái, cái bài diễn văn từ chức hay là ông ta chỉ nói là ông ta sẽ không ra ứng cử cho nhiệm kỳ 2 nữa. Thì không biết chúng ta phải chờ coi Xong đến ngày Chủ nhật này xem như thế nào Nhưng mà trước đó nhiều ngày Thì các đảng viên đảng Dân Chủ đã Gây áp lực với ông ta rất là nhiều Từ các nhà lãnh đạo quốc uh, hội Và ngay chính cả Obama nữa Obama mặc dù là mọi người biết là ông này Rất là im giống như ném đá uh, Ném đá dấu tay Nhưng mà ông này cũng đã lên tiếng Một cái bản tin cho biết là ông Obama Đã nói với các đồng minh của mình Trong những ngày gần đây rằng là con đường dẫn đến chiến thắng của Biden đã đã giảm đi đáng kể và ông cho rằng là Biden cần nghiêm túc xem xét cái khả năng ứng cử của mình. Thấy nghe chưa? Mình nghĩ đây là một cuộc đảo tránh. Thật sự phải nói rằng là phe dân chủ đang có một cái cuộc đảo tránh ở trong nội bộ của 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 họ. Và cái người họ đảo tránh đó là Joe Biden. Mọi người biết là Joe Biden là cái người đã được đảng đưa ra đề cử để mà ra tranh cử và đã có 19.000 phiếu bầu của người dân bầu Joe Biden là cái người đại diện cho đảng dân chủ mà bây giờ ngay chính trong đảng dân chủ lại muốn hạ bệ ông ta đảo tránh đưa ông ta đi thì đây là một cuộc đảo tránh đúng không? Mình nghĩ mình chắc chắn đây là một cuộc đảo tránh rồi ai cũng nói đây là một cuộc đảo tránh đẩy Biden đi tại vì họ biết Biden yếu kém và không có đủ cái khả năng để mà đánh bại tổng thống Trump mình thấy cái trò chơi này cũng hơi lạ nha người dân đã bầu mà bây giờ thấy thấy cái cái khả năng thắng không không đổi đó thì bây giờ đẩy bay đẩy bay lần đi trước đó thì mọi người thấy rằng là tổng thống trump họ họ đưa tổng thống trump ra tòa này kết tội ông này đủ thứ hết và còn cái vụ ám, ám sát nữa thấy chưa cuối cùng không có gì làm gì được cả và bây giờ thì đẩy luôn châu biden đi quá kinh khủng quá kinh khủng à nói tóm lại là bên phe dân chủ bây giờ họ đang run sợ tại vì một cái cuộc thăm dò mới đây cho thấy đó là cái số người ủng hộ tổng thống Trump đó, lên rất là khá, khá cao. Cho nên là đây cũng là một cái mà họ đang sợ. Cái kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy rằng là cái tỷ lệ ủng hộ Joe Biden đã giảm đi đáng kể. Giảm 2 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát này đã thực hiện sau cái vụ mà Tổng thống Trump bị ám sát. Và bây giờ thì Tổng thống Trump đang dẫn trước Biden 5 điểm phần trăm ở các cái tiểu bang chiến trường như ở Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, 6 điểm ở Georgia, 7 điểm ở cả Bắc Carolina và Arizona. Mọi người thấy không? Đó là cái lý do sao mà bây giờ phe Dân Chủ đang run sợ và họ phải đẩy Biden đi ngay chính một cái người mà ngày xưa thường là cố vấn cho 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 Obama đó cho rằng là một cái viên đạn đó bắn vô tổng thống Trump thì không làm ông ta chết. Nhưng mà một con virus Covid đã làm cho Biden gục ngã. Cái gục ngã này nó có cái nhiều cái ý nghĩa, có nghĩa là Biden nhưng mà người biết là hôm qua là Biden cho biết rằng là bị bị Covid đúng không? và cái covid này cũng là coi như nó 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 đưa cái đời của Joe Biden <laughs> đi luôn đó cho nên là à, thì chúng ta sẽ chờ coi xem cái chủ nhật này sẽ sẽ có còn nhiều những cái tin tức đặc biệt nữa vào cái ngày chủ nhật này để mọi người có thể đón xem được hiện tại bây giờ đằng sau mình đó là Đảng Cộng Hòa cái đại hội Đảng Cộng Hòa hôm nay là ngày bế mạc đang diễn ra và chắc tầm 30 phút nữa thì Tổng thống Trump sẽ có cái bài phát biểu của ông À, hôm nay sáng hôm nay thì ông cũng đã ký cái um, chứng nhận là ông ta chấp nhận đề cử của đảng uh, cộng hòa đề cử ông để mà ra tranh cử tổng thống <laughs> thì um, tin cho biết rằng là trong cái bài phát biểu mà chút xíu nữa đây mà tổng thống trump sẽ phát biểu đấy thì ông sẽ không có tấn công mà joe biden nói tóm lại là ông sẽ không có nhắc gì đến joe biden cả <laughs> nhưng mà ông sẽ nhắc đến cái vấn đề là đoàn kết. Theo tin cho biết thì ông chỉ có nhắc đến là chính quyền hiện tại hoặc là lãnh đạo hiện tại thôi. Và không sẽ không có nhắc đến tên Biden một lần nào cả. Trong một cái email gửi đi vào sáng ngày hôm nay thì tổng thống Trump cho biết rằng là ông sẽ đưa ra cái tầm nhìn của ông để đoàn kết đất nước và làm cho nó tuyệt vời hơn bao giờ hết trước đây. Cho đến bây giờ thì mình vẫn không hiểu cái từ ngữ làm cho đất nước tốt đẹp hơn nó lại trở thành một cái từ ngữ mà phe dân chủ cho rằng nó là một cái từ ngữ uh, kỳ thị, một cái từ ngữ uh, um, kiểu giống như là kích động bạo lực. Mình vẫn chưa hiểu. Ồ vậy còn cái từ ngữ uh, xây dựng lại tốt đẹp hơn thì như thế nào? Rồi liệu trong 4 năm qua Joe Biden có xây lại được uh, xây dựng lại tốt đẹp hơn cái gì hay không? đây mọi người thấy đằng sau mình đó là đệ nhất phu nhân bà ta đang xuất hiện bà sẽ, bà sẽ là cái người sẽ đọc cái mở đầu để mà giới thiệu chồng mình để có phải bà phát biểu đây mọi người đang thấy hiện tại đang trực tiếp mình sẽ cố gắng làm cho xong cái chương trình này sớm để mình còn theo dõi cái chương trình hiện tại nhưng mà nói tóm lại là cái sự đoạn phải nói rằng là cái sự và tổng thống trump cho biết là ông sẽ thúc đẩy cái sự đoàn kết trong đảng và mọi người cũng đã thấy là cái trong đảng cộng hòa hiện tại bây giờ là rất là đoàn kết nha. đặc biệt đó là mọi người thấy rằng là uh, bà uh, Nikki Haley, rồi ông Ron DeSantis cũng đã có phát bài phát biểu ở đây. Bà, bà Nikki Haley là cái người chống đối ông rất là nhiều trong cái cuộc uh, uh, bầu cử sơ bộ và sau khi mà bà rút lui đó bà còn nói là bà sẽ không ủng hộ ông cho đến khi mà sau khi tổng thống Trump bị súng, súng bắn đó thì là bà đã có phải phát biểu phát, phát, phát biểu ở đây và bà nói rằng là chúng ta phải chọn tổng thống Trump thay vì thay cho Joe Biden. Nhưng mà liệu Joe Biden có phải là cái người mà tổng thống Trump ra đấu vào cái ngày tháng 11 tới đây nữa hay không thì chắc chắn là không rồi. Cái câu hỏi là ai sẽ là cái người ở bên phe dân chủ chọn để ra đấu với tổng thống Trump thì chúng ta vẫn chưa biết, chúng ta phải chờ coi đến ngày đại hội đảng dân chủ vào tháng 8 tới đây. Thì nó tóm lại là đây là một cái điểm cũng khá đặc biệt trong ngày hôm nay nhiều những cái tin nóng xuất hiện trong ngày hôm nay và hơn thế nữa là mình phải nói lại về một chút xíu cái vấn đề về cái vụ ám sát thì hôm nay nhiều cái nguồn tin cho biết là có vẻ như là cái tên ám sát này ban đầu đó là dự định bắn những người tham dự chứ không phải bắn tổng thống trump nhưng mà sau khi mà hắn đã đi vào bên trong và hắn đã đi quan sát rất là nhiều lần đó thì hắn thấy là cái cái tờ, cái tòa nhà đằng sau không có được cạnh canh gác đó là lý do tại sao mà hắn mới trèo bước vô bước lên cái 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 cái, cái máy máy lạnh đó rồi bước từ máy lạnh hắn, hắn nhảy lên nhảy lên trên rồi sau đó thì hắn mới dùng cái chỗ nơi đó để mà ám sát cựu tổng thống trump và bây giờ cho đến bây giờ thì như mọi người biết là cơ quan mật vụ bà giám đốc này thì bây giờ sẽ phải ra hầu tòa à, hầu ra quốc hội để mà điều trần và sẽ còn rất là nhiều những cái điều cái điều mà cái điểm mà mọi người vẫn chưa có vẫn còn rất là thắc mắc chưa có kết nối với nhau được tại sao lại có những cái chuyện này xảy ra và tại sao khi mà hỏi bà ta về cái vấn đề này vấn đề kia bà ta từ chối thì nhiều người cho rằng là bà ta đã nghe lệnh ở bên trên bên trên nói bây giờ bà phải im lặng bà không được quyền nói ra câu nào hết bà nói ra là sẽ có có có, có chuyện lớn cho nên là người ta nói là nếu bà muốn sống thì bà cứ im im miệng mà đi cho nên đó lý do là sao mà bây giờ bà này vẫn vẫn im lặng nhưng mà liệu rằng là vào cái vụ ngày vào vào ngày 22 tháng 7 tới đây đó khi mà điều trần trước quốc hội thì bà ta sẽ có nói thật hay không hay là bà ta sẽ tiếp tục tiếp tục mà nói láo để mà cố tình che giấu cái gì đó đằng sau cái vụ này tại vì có rất là nhiều những cái điều rất là khó hiểu đã diễn ra tại hôm đó liệu đằng sau đằng sau có phải thật sự là họ muốn ám sát tổng thống Trump hay không thì chúng ta không biết được chúng ta phải uh, nói tóm lại là không không có từ nào để nói về cái, cái vấn đề này thật sự là như vậy nói tóm lại là hiện hiện uh, tin tức hiện hôm ngày hôm nay đó hai cái tin nóng nhất đó là tổng thống Trump chấp nhận cái đề cử của đảng cộng hòa ông ta chuẩn bị sát biểu và cái tin nóng thứ hai đó là Joe Biden đã đồng ý không ra ứng cử nữa và sẽ có bài phát biểu muộn lắm, muộn lắm là vào chủ nhật này thì ông ta sẽ đưa ra cái bài phát biểu của mình và chấp nhận là sẽ rút lui, không có ra tranh cử trong nhiệm kỳ thứ hai. Và cái người sẽ ra tranh cử là ai thì chưa biết. Nhiều người cho rằng là có thể sẽ là Michelle Obama sẽ chung đứng liên doanh chung với bà Kamala Harris nhưng mà mình nghĩ thì chắc không có nhưng mà không không biết được mặc dù là bà này là cái người rất là ghép chính trị mà ta không có thích đâu nhưng mà có thể sẽ nghe lời chồng nghe lời chồng thì có thể sẽ ra tranh cử ra 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 đứng đứng chung liên doanh với lại bà Kamala Harris nhưng mà cho dù là bên phe dân chủ có đề cử ai chăng nữa thì mình nghĩ rằng là cái năm nay chắc chắn phe dân chủ sẽ thua và thất bại không những thất bại ở trong ở, ở ở nhà trắng ở tòa bạch ốc mà hạ viện thượng viện chắc chắn là đảng phe dân chủ lần này sẽ bị thua, thua rất là thập tệ và mình mong rằng là hạ viện và và thượng viện cũng sẽ về tay của đảng cộng hòa và lúc đó tổng thống trump lúc đó sẽ có nhiều cái, cái 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 sẽ rộng tay để mà đưa ra nhiều kế hoạch để mà thay đổi đất nước để mà dọn, xoay chuyển lại đất nước làm cho đất nước trở lại thịnh vượng như xưa chứ hiện tại bây giờ thì như mọi người thấy nó quá là quá là thập tệ đó là hai cái tin mà nóng nhất trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người trong khi đó cái tin mà hôm qua mình có về cái vấn đề ông tập cận bình bị um, đột quỵ đó thì tin mới cho biết rằng là bên trung quốc họ mới phát một cái video cho rằng là video ông ta đứng phát biểu và cho rằng là cái tin mà nói ông ta đột quỵ là tin vịt uh, tin, Việt, tin uh, tầm phào nhưng mà mình không biết được cộng sản mà cho nên là lúc nào họ cũng che giấu cho nên mình đâu có biết được ngay chính hiện tại bây giờ bên Việt Nam đây Việt Nam bây giờ thì uh, có vẻ như người dân Việt Nam bây giờ đang đang rất là vui đang hớn hở tại tại vì họ chuẩn bị uh, chứng kiến một cái đám tang toàn quốc đám tang ai thì chắc là ai cũng biết rồi uh, tin cho biết là hiện tại bây giờ ông uh, Nguyễn Phú Trọng đang được uh, nằm ở trong nhà thương và tin cho biết rằng là bên bộ chính trị cũng vừa mới quyết định sẽ trao huân chương sao vàng cho ông ta. Nhiều người cho rằng là hình như mỗi khi mà ai đó được trao huân chương sao vàng thì vài ngày sau đó thì người đó ra đi. À, năm 1985 thì lúc đó họ cũng đã trao cho ông Nguyễn Duy Trinh. Sau đó ít ngày thì ông này qua đời. Năm 86 tặng cho ông Lê Duẩn. Sau đó ít ngày ông này cũng qua đời. Rồi tặng cho ông uh, Chủ tịch nước Lê Thanh Nghị năm 1989. Vài ngày sau thì ông cũng qua đời. <laughs> ông Thọ năm 90. Ít ngày sau cũng qua đời. Và như ngày hôm nay họ đã tặng cho ông uh, Trọng ở trong nhà thương. Thì uh, vài ngày sau chắc có vẻ như là không chừng là ông đi trước Joe Biden ý đi trước này là đi 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 qua thế giới bên kia còn Joe Biden là cái người sẽ từ chức đó <laughs> thì, thì chúng ta không biết chờ coi xem như thế nào à, tin cho biết là lễ trao tặng đã được tổ chức vào ngày hôm nay ở bệnh viện trung ương ở quân đội 108 và ông tô lâm là cái người công bố quyết định và trao huân chương sao vàng này cho ông trọng Nam rất là đủ, cho rằng là ông Trọng chuẩn bị ra đi nhưng mà mình cảm giác như là mọi người vui có vẻ giống như là họ mở cái cái chuồng cho mình mình thoát ra ngoài được xíu mình gửi ánh sáng xíu mình thấy vui nhưng mà cuối cùng họ cũng cho mình vô chuồng lại à tại vì người này chết thì có người khác lên cũng y chang vậy thôi <laughs> ok đó tóm lại là hôm nay có hai cái tin nóng ở bên mỹ và một cái tin nóng ở bên việt nam thì chúng ta đó là những cái tin mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay hôm nay không thấy ai comment không thấy ai bình luận gì cả nếu mà có ai muốn chia sẻ gì thì có thể nói cho mình biết để giúp cho mỗi ngày mình lên chương trình mình có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết thêm nhiều nhiều những tin tức đặc biệt là tin tức ở bên mỹ thì chắc chắn là nhiều người cũng muốn quan tâm muốn theo dõi nhiều hơn còn tin việt nam thì ai cũng biết rồi nói lại là hiện tại bây giờ thì hit rock anh chàng nghệ sĩ nhạc nhạc rock đang hát và chút xíu nữa tầm mình nghĩ chắc tầm 30 phút nữa thì tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu và họ nói rằng là ông có thể phát biểu dài đến 90 phút tại vì không biết được tổng thống Trump khi mà ông lên xuất vì phát biểu thì ông ta không có đi theo cái kịch bản đâu. Lúc nào ông ta cũng sẽ theo kịch bản một chút xíu và sau đó là ông ta sẽ đi theo những gì ông ta suy nghĩ và ông sẽ nói nói rất là dòng dài nhưng mà không biết được. Có vẻ như là từ cái ngày mà ông bị bắn á thì có vẻ ông điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn. Có vẻ giống như là người ta vừa mới trải qua một cái cái một cái cú sốc lớn thì họ thay đổi hoàn toàn. Và mình thấy được ở trong cái tổng thống Trump, có vẻ như ông ta nhận được một cái ông ta thấy được rằng là ông ta đã được cho cái cơ hội thứ hai được sống. Cho nên là ông ta không có còn giống như là tôi là 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 người lúc nào cũng là sáng giá mà ông ta rất là điềm tĩnh rất rất là hâm bổ rất rất là kiểu giống như là nhẹ nhàng xuống ông ta cười nói nhẹ nhàng thôi chứ không có cái vẻ giống như là như lần trước nữa nếu mà mọi người xem cái những cái hình ảnh của tổng thống trump hiện tại bây giờ thì thấy ông hoàn toàn khác <laughs> à, cho nên là chúng ta sẽ chắc chắn là cái bài phát biểu của tổng thống trump trong một vài phút tới đây sẽ là một trong những bài phát biểu rất là nóng và mình nghĩ là cái lý do là sao mà đến bây giờ thì Joe Biden chưa có phát biểu tại vì họ cũng muốn đang chờ xem xong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa này. Nó kết thúc xong xuôi đó. Thì họ xem cái đánh giá của người dân, xem cái nó, 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 nó như thế nào trước khi mà Joe Biden sẽ phát biểu. Và mình nghĩ rằng là muộn nhất là vào ngày Chủ nhật này thì ông ta sẽ có phát biểu để mà kết thúc cái chặng đường đua của mình. Và, nghĩ, và mình nghĩ rằng là bà Joe Biden sẽ cay cú lắm đây tại vì bà này bà này rất rất là ham quyền lực đó là lý do là sao mà bà này bắt buộc chồng của mình phải tiếp tục cái 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 con đường tranh đấu để làm tổng thống nhiệm kỳ 2. tại vì sao để tại vì để tự bà được cái quyền đi đó đi đây giống như là một bảo hoàng vậy đó cho nên là bà mới bắt chồng làm chứ thật ra một cái người chồng nếu một người vợ mà yêu thương chồng mà biết chồng bị cái 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 bệnh như vậy rồi đó thì không thể nào họ sẽ đưa chồng về cho cho chồng ở nhà để mà hưởng thụ những cái thời gian ngắn còn lại trong đời. Chứ không bắt ông ta làm việc như vậy đâu. Hôm qua ông ta bị Covid mà khi mà ông ta bước lên xe thôi đó mọi người. Là những người hộ tống mật vệ đó là phải giúp ông ta nhấc cái chân ông ta lên bỏ ông ta lên xe. Mặc dù là cái video không có quay thấy nhưng mà cái phía bên kia nhiều phóng viên cho rằng là họ đã thấy được là họ mật vụ phải giúp nhấc cái chân ông ta để cho ông ta lên bước bước vô cái xe. Là hiểu rồi. Có nghĩa là ông ta đi đứng khó khăn, nói khó khăn, có nghĩa là một cái người không có còn được minh mẫn, làm việc không gì hết mà tại sao vẫn tiếp tục bắt ông ta làm việc? Là tại vì bà vợ của ông ta, bà Jill Biden, một cái một cái người đàn bà tham muốn quyền lực. Tại vì bà ta là một người là một đệ nhất phụ nhân thôi, bà ta không có chức vụ gì cả, nhưng mà dựa dẫm vào cái hơi của chồng cho nên mới được nhiều giống như được cái quyền lực Thì khi mà con người ta có cái quyền lực thì người ta rất là tham muốn, tham vọng cho nên người ta không muốn từ bỏ. Và để có được cái quyền lực đó thì phải ép chồng bắt bắt chồng làm việc tiếp tục. Nó lại nói nói tóm lại là nói dòng dài chút xíu để mọi người thấy được nhưng mà mình nghĩ rằng là Joe Biden cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi tại vì Đảng dân chủ đã lên tiếng rồi, Obama đã lên tiếng rồi. Và những cái người mà tài trợ, nhà tài trợ nói rằng là họ sẽ rút tiền, họ sẽ ngưng cái đoàn tiền đó, họ sẽ đóng băng cái khoản tiền đó, không có đưa cho Joe Biden nữa. Hết tiền thì coi như là xong và họ thấy là không có còn lợi dụng được nữa thì xin về vườn đuổi gà thôi nhưng mà tới biden thì chắc chắn đuổi gà cũng không được nữa rồi về bây giờ về về vườn chỉ có còn nằm đó thì chắc cũng giống như nguyễn phú trọng không sớm thì muộn thôi okay. cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui và bên việt nam thì một buổi sáng nghe làm việc thật là vui vẻ có vẻ như tổng thống trump uh, chuẩn bị phát biểu cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào một uh, chương trình vào ngày mai ok xin chào